Chào các bác nhá. Chương trình thanh lý ngày hôm nay là gồm có mấy món như sau. Đấy. Đôi đầu tiên là một đôi loa ôm. Đấy, loa ôm đến từ Anh. Thì tình trạng đôi loa này là thùng đẹp, ê căng là đẹp. Đấy, ê căng đâu nhỉ? Lấy chiếc ê căng ấy. Đây, ê căng của nó đây nhá. Ê căng của nó đang còn nguyên cả tem nhá. Đấy, tem ôm luôn. Đấy. Ê căng đây. Đang còn nguyên cả viền đấy, ê căng nhá. Đấy, thùng là đẹp luôn, thùng là đang còn rất là đẹp. Đấy. Phân tần zin, tép zin, bông zin, phân tần xịn của nó nha. Đây, đây, đây model của nó là cái gì đây? Đây, model của nó là LX4MK2. Đây, hai chiếc loa này là trùng nhau luôn. Đấy, thì cái loa này hiện nay đang bán, nếu mà giá mới của nó rơi vào tầm hơn 10 triệu các bác nhá. Tuy nhiên là hôm nay thì em bán thanh lý. Thì tình trạng đấy. Đây nhá, vì hai chiếc bát đây là cái vấn đề của nó, hai chiếc bát này nó khác nhau. Nó khác nhau một số điểm như sau. Xương với từ thì nó giống nhau ấy, nhưng mà màng và màng nó sẽ khác nhau. Chiếc này thì là nhẹ, nó sẽ nằm ở đây, nó nhẹ nó kiểu thế này các bác nhá. Đấy. Đấy, nhẹ là thế này. Và chiếc này thì là nhẹ nó khác. Đấy, đấy nhẹ nó nằm trong. Đấy, nó nằm trong cái vành này mà cái chiếc này, hai chiếc nhện khác nhau. Đấy. Bác nhá đây. Bát thì bát zin đấy nhưng mà nhện khác nhau. Và chiếc này thì nó bị màng đây này, nó bị gãy màng. Đấy. Em đã gia cố rồi. Đấy, không bao giờ gãy chỗ này nữa. Thế này, có cái vết đây các bác này. Đây. Đây nhá. Đấy, nó có cái vết này. Đấy. Các nhá, đấy. Cái này thì là bọn em gia cố rồi, không bao giờ lo nữa. Đấy, thoải mái nhá. Đấy, bát đây. Chiếc bên này đây các bác nhá. Đây. Loa này là bát, đây là bát đang còn bát xịn cả. Cái này gần khác nhau này, cái này hai cái bát này nó đời khác nhau cho nên nó khác. Chiếc này là gần nó nằm dán phía trước này mà này. Cái này là gần nó dán phía sau này. Đấy, nó chỉ khác mấy chi điểm thôi. Đấy, rồi khác nhau cho nên rốn cũng khác nhau. Đây, kêu rốn kêu cổ đang vẫn zin các bác nhá. Đây, chiếc này zin này. Vẫn zin này, nhưng mà nó hai đời. Đấy, nó khác nhau. Đấy, nó không được giống nhau, cho nên mà bán thanh lý luôn. Thì đôi này bán thanh lý là cho các bác là cái giá hữu nghị dùng chơi trải nghiệm về loa này. Thì tất cả cái loa mà loa ôm hiện nay là giá là khá là cao. Nó rơi vào tầm 10 triệu, hơn 10 triệu một đôi các bác nhá. Loa ôm xịn đấy. Thì chiếc này bên em bán thanh lý cho nó là các bác nào lấy thì em để cho các bác là 6 triệu 500 ngàn đồng nhá. Như thế này nhá. Còn nếu như bác nào mà thích nó giống nhau thì các bác về thay luôn màng đây là xong. Côn vẫn zin cho các bác nhá. Đây, keo đây. Đấy, 6 triệu rưỡi một đôi này nhá. Em bán thanh lý. Các bác nào cứ tìm hiểu loa ôm này biết loa ôm cực kỳ là đắt các bác nhá. Ôm của Anh các bác nhá. Đây. Keo đây. Này kêu cổ vẫn xịn nhá. Đấy, kêu cổ zin luôn nhá. Đây, giống zin này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy, kêu cổ vẫn xịn. Đấy, chiếc này là 6 triệu rưỡi bác nhá. Đôi này nhá. Đôi là căng tem vẫn còn. Đấy, tem vẫn còn, căng vẫn đầy đủ nhá. Đây. Đây để em đậy vào cho các bác ngắm và sơ một tí. Có một đôi thôi ạ. Đây. Đấy. Đấy một đôi nhá. Rồi, vấn đề thứ hai. Thứ hai đây là một chiếc Watford bát 40. Watford bát 40 đây. Đấy. Bát 40 thùng gỗ. Thì cái chiếc này là bác nào về mà dùng hỗ trợ làm Molito, làm hỗ trợ hoặc là center hoặc là loa lấy lời thì rất tốt, hoặc là làm loa kẹo kéo hoặc là gọi là tăng thêm công suất trong gia đình thì cực kỳ là hay luôn. Tình trạng là thế này. Thứ nhất là về thùng là đẹp. Thùng là thùng gỗ đang còn đẹp hết các bác nhá. Đấy, thùng gỗ đẹp. Tép xịn của nó luôn. Này, cái tép của nó kinh khủng luôn này. Đấy, tép của nó tép xịn, tép 40. Tép này tép từ 14 các bác nhá. Từ 14 14 17 gì đấy. Đấy. Đây tép xịn Watford màu trắng nha. Đây. Đấy. Bát này thì cũng đang còn xịn nguyên bản nhưng mà nó hơi cũ một tí. Đây bát của Watford côn 76 nhá. Con này côn máy đây nhỉ. Ôi giời. Nặng kinh. Các bác cho em tin rằng đây. Đây. Côn 76 các bác nhá. Đấy, bát côn 76. Đây. Đấy, côn 76. Đấy, côn hở phía trong các bác nhá. Đấy, côn 76. Con này là bát côn 76. Màng rất là đẹp. Đây bát đây nhá. À. Đây. Màng loa không vấn đề gì. Đấy. Watford nhá. Đấy, bát 40. Chiếc này thì bọn em bán lật lại cái. Bán thanh lý để lấy tiền vận chuyển thôi, tại vì là chiếc này vận chuyển về đến Việt Nam mình là mất đất hơn 1 triệu bạc. Đấy.
đấy, còn một chiếc nó bị hư là bọn em bỏ ra, còn một chiếc này nhá, bán một chiếc đấy. Và đây bát của nó đây, và đây là cái phần tần của nó thì hiện nay là bị mất đây, em bỏ ra cho các bác xem, phần tần bị mất và chạm loa phía sau cũng mất đây, em quay rõ nhá, đây đấy, chạm loa cái chỗ này, chỗ chân em này đấy, là cái chỗ chạm loa này. Tuy nhiên là cái này nó lắp vào thì nó sẽ không vừa, về các bác chế lại cho em nhé. Đấy, bỏ cái chép ra này. Lưu ý là cái phần tần này là phần tần của loại khác nhá, và chúng ta gắn vào đây nó sẽ không vừa, để các bác về bác chế lại cho em nhá. Đấy, các bác chế lại cho em. Thì các bác có thể là lấy một miếng gỗ khác bác đắp vào đây, gắn đúng vào đây luôn, và chúng ta chế cái phần tần này vào trong đó. Thì cái phần tần đây là cái phần tần khác. Đấy, cái phần tần thế này cứ kèo cho các bác luôn nhá, để các bác tự chế nhá. Loa này thì bọn em bán thanh lý để lấy tiền vận chuyển, bỏ ra. Đây. Thì chiếc loa bát 40 này hôm trước bên em đã bán là đã là 10.500.000 đồng một cặp quá nhá. Rồi thì còn có một chiếc thì bán thanh lý cho các bác là 2.800.000 nhá, bác nào lấy 2.800.000 nhá. Chiếc này, rồi ok nhá, một chiếc 2.800.000, ông nào lấy thì lấy nhá. Rồi đến thứ ba, một chiếc loa bát 30 của Bentley, tình trạng là như sau, thùng là đẹp, ê căng đẹp, đây ê căng nó đây nhá, ê căng Bentley đây, đấy, thùng là đẹp hết, thùng là thùng này, đây, chúng ta thấy là thùng đây, đấy, phần tần đang còn zin, tép zin, đây, tép của Bentley là zin, đây nhá, tép zin nhá, Bentley nhá, đấy, Bentley zin, bát thì lại bát xịn của hãng Enbinai, không bát của Bentley là bị hôm nọ là cái lô này nó bị gãy xương đó các bác, nó gãy hết rồi đấy. Thì còn một chiếc này thì em có một chiếc bát lẻ của cái Enbinai của Mỹ đây, bát này nhá, Enbinai, bát này đang còn zin các bác nhá, đây để em nào, để em này cái đây, bát Enbinai zin nhá, đây đấy, zin luôn đấy các bác nhá, đây cổ này đấy, chúng ta đang zin đấy, kêu cổ zin hết nhá, bát Enbinai zin. Cái cặp bát này thì mình một cặp bát này là đã mấy triệu rồi nhá. Đấy, mình cái bát này đã, chúng ta mua cặp bát này là khá là đắt tiền và không có để mua. Em thực ra là em có một cặp loa như thế này mà nó bị mất một chiếc bát là do là bị gửi cho khách hàng mà bây giờ không biết là ai giữ cái bát này không trả lại cho em nữa. Thì còn một chiếc thì em không thể bán được, thì em hôm nọ em mua một chiếc là để gắn vào tròn một đôi. Nhưng mà không mua được thì gắn vào đây để thanh lý luôn. Tại vì cái loa Bentley nên bị mất mấy đôi là bị vỡ bát. Cho cái trình vận chuyển thì em bán luôn. Thì chiếc bát 30, đôi 30 này, chiếc thôi nhá, một chiếc 30 này thì em bán 2.500.000 cho bác nào về chế nhá. Đấy, chỉ có 2.500.000 thôi. Đấy, thấy không, chiếc này là 2.500.000 các bác nhá. Nhắc lại này, đấy, đôi này là 6.500.000, lo ôm của anh. Đấy, lo ôm này, cái này là 2.800.000 này, và cái này 2.500.000. Bác nào lấy loại nào thì liên hệ em nhá. Chiếc tép này các bác mua chiếc tép rời, nên nếu mà hàng xịn là hơn 1.000.000 rồi nhá. Đây, tép này cũng thế. Và đây là chiếc bát này là bát xịn luôn, nó lẻ đấy bọn em thanh lý. Đây có một chiếc nha, bác nào lấy thì liên hệ em nhá. Nhắc lại nhá, 2.500.000 chiếc 30 này, 2.800.000, và đôi này là 6.500.000. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác nhá.